có được siêu hay không? Rất sáng. Cọc ghê. Cọc kìa. Onta đã giành lại được bóng, cú sút thôi. Được hay. Đã đâu? Tôi là Thi Freestyle. Lúc này thì trận tranh 3-4 đang diễn ra. Anh em Onsta thì ngoài này căng cơ, khởi động chuẩn bị cho trận chung kết. Ngó một vòng xem Onsta có những ai nhé. Bimax và Ngô Kiến Huy. Số 15, Lý Hạ Mạnh Quỳnh, Vĩnh Lộc, số 36. Song Luân và Hiếu thứ hai, cặp đôi này dữ nè. Đội trưởng Chris Phan và Roser Vũ Đi Lăng. Minh Nhật, Ly Lê, Tối MC, Kim Messi. Diễn viên Huỳnh Quý, Hữu Cường, Diên Tuấn Kiệt, Johnny. Ok, căng cơ xong rồi, giờ qua khởi động chạy. Còn cái này là diễn viên Huỳnh Quý mượn camera POV của mình để khởi động bóng. Thử coi có nặng đầu không? Ông đá, ông đá điệu này coi cảm giác như thế nào mà. Đeo xong rồi ráng ra mất nhớ. Không nhớ đường dựng luôn á. Chúc mừng anh trai. À quên nữa, team rap Việt giành chiến thắng cho Lạc Ben giành hạng 3 giải này. Cùng xem Hiếu thứ hai khởi động cái nha. Đỡ bóng ok quá. Chuyền bóng cũng chuẩn nữa. Lấy đà và sút. Chệt cột dọc. Còn bây giờ là cú đá của Huỳnh Quý nè. Chân trái nha. Cuối video clip này có giveaway, anh em nhớ tham gia nhé. Hợp chiến thuật trước khi bắt đầu trận đấu. Ôi, anh em Onsta đông thiệt chứ. Với cái góc quay này thì anh em đâu biết bên trong đó đang nói gì đâu đúng không? Vậy thì chuyển góc nè. Rồi hiện tại cái đội Vion này lần trước mình đã gặp một lần rồi. Đội ta cũng tốt chứ không phải là yếu. Nè, cặp giữa sẽ là Lu và Lộc. Ok chưa? Sẵn sàng rồi, trận biên phải là trên này của giải đấu. Ok chưa? À, biên trái là anh Vũ Đi Lăng. Ok chưa? Tiền đạo vẫn là Rít. Rồi tổ khung cứng đó sẽ đá trước nha. Còn những anh em ngoài khi mà anh nhắc tên phải chuẩn bị sẵn sàng liền, ai cũng trong tinh thần là chuẩn bị hết để sẵn sàng vô sân. Giống như cái trận đầu tiên, anh sẽ cố gắng lưu chuyển cho tất cả mọi người vô sân hết. À còn nếu tỷ số không an toàn thì anh em vẫn giữ tinh thần đó để ủng hộ những anh em đang đá trong sân. Rồi mình còn chấm dứt vô địch đúng 40 phút rồi nha, chạy lên mình nha. Và xin mời anh Gia Minh chúng ta cùng đến với đội hình xuất phát của các cầu thủ Onsta. Onsta thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của chúng ta chuẩn bị bắt đầu với cặp trận chung kết. Trận đấu đã được bắt đầu và những người giao bóng trước là bên phía Đất Việt. Đào Lê Trí. Vion FC là đội bóng có cơ hội nguy hiểm trước. Ngọc Duy cú đá thẳng, cú đá chìm rất nguy hiểm đến từ Ngọc Duy. May quá, bị mắt đã kịp chạm nhẹ vào bóng. Thêm một tình huống đá phạt nữa cho Vion. Kẻ thấy người lắm. Có nhiều cơ hội hơn so với đánh giá cao hơn trong chung kết này. Là đối với trước okay, bay. Khá nguy hiểm. Tiếp tục là một pha cản phá của Bimax. Ngay sau đó, Onsta Sài Gòn FC đã có lời đáp trả. Rất quyết liệt trong những tình huống vào bóng của các cầu thủ bên phía Vion. Vừa rồi người xử lý là cầu thủ mang áo số 10. Trận đường kiên bóng của trận đấu này chưa không lẽ làm cho anh em chúng tôi tấu hài được rồi. Đây là Chris Phan đang là người đứng trước bóng và đang lấy đà rất xa. Để chúng ta có được siêu hay không? Chris Phan. Khác với những cú đá ở trận bán kết, Chris Phan tung cú đá chi vừa là quá hay. Tiếc là bóng đi ra ngoài. Ở đây là phản công dành cho team Vion. Không kịp mất rồi. Bị mắt đùi về nhanh quá mình à. Đây là bị mắt. Hai đội đều rất nỗ lực và rất tập trung ở trong ngày hôm nay. Chris Phan đưa chuyền một chạm. Còn đó là một pha dứt điểm, tôi nghĩ đó là một pha. Đây là Đăng Lưu. Không khí đang dường như là được bóp nghẹt lại với các pha bóng trên sân. Rất có chủ đích trong pha chuyền bóng vừa rồi. Và là team Vion. Và xử lý khá hay. Rất khéo léo. Ông đội được xin bóng. 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 Ông đội được xin bó
quen thuộc của những tình huống chuyên bóng. Sau 5 phút thì All Star có sự thay đổi nhân sự. Mình vào thay Vũ Đình Lăng, Hoàng Vĩ thay cho Johnny, Phú Nguyễn thay cho Chris Phan. 3 sự thay đổi. Và đường biên nhanh của team Freestyle, team Freestyle vẫn đang là team Freestyle, muốn kêu hay không? Chuyện đơn giản, dứt điểm từ xa. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 36. Khi có pha góc thì mình luôn là người đá. Pha này mình tính đá thấp cho Đăng Lu nhưng cú đá không chuẩn xác. Team Freestyle, cũng gần là chủ đích vừa rồi nhưng vẫn còn là cơ hội. Dứt điểm chưa thành công, team Freestyle. Khi vào sân thì anh cầm bóng chủ yếu. Sau đây là cơ hội cho B-Mac dứt điểm. Sẽ nghĩ là tuyệt đối rất nguy hiểm. Nhà đương kim vô địch vừa có một lời đe dọa đối với phải công dành cho team All-Star hay không. Team All-Star vẫn đang lên bóng, team Freestyle vẫn đang là team Freestyle rất vừa nhịp. Chúng ta được nghe được tiếng ép luôn rất lớn đến từ các cầu thủ bên phía. Dứt điểm từ xa chưa được. Cú sút của mình thẳng vào lưng của Phú Nguyễn. Cái sau đây là pha phối hợp tốt của mình, Phú Nguyễn, Đăng Lu. Có trò chuyện với huấn luyện viên King Messi và biết là mỗi tuần họ dù là lịch quay hơi giờ không theo kịp được trò khe của số 79. Vẫn dành ra một buổi để không được rồi. Racing 2 kẹp 1 nè, thu hồi bóng thành công. Quyết liệt của các cầu thủ bên phía All-Star đã giành lại được bóng, cú sút thơ. Hoàng Vĩ ném pha này cho mình hơi khó nên một chạm về cho bị mắt. Đây mới là All-Star đúng nghĩa. Bị mắt kiểm soát bóng khá hay. Bị mắt All-Star Sài Gòn FC đang là người kiểm soát thế trận và bàn thắng đã đến rất gần ngay sau đây. Bị mắt đã có kinh nghiệm ở trên sân 11 rồi. Ở khoảng cách vừa rồi anh Minh nè, ở khoảng cách gần giữa sân. Mình tiếp tục là người đá phạt góc và đã có một cuộc trao đổi nhỏ với Đăng Lu lúc đi lượm banh. Lại là một quả đang phạt góc dành cho All-Star. Đứng đông đi xin bóng. Đã đâu? Công bóng một tình huống cố định đúng tâm đặc quyền cực đặc tâm ơn. Đã lâu đi, đã lâu đi, đã lâu đi. Những lời chỉ đạo của viên King Messi. Đăng Lu nhỏ khá kẹo. Rất quyết định. Cơ hội dành cho Vy Anh. Rồi một cách nhanh rất nhanh và một thẻ vàng được dành cho Hoàng Vĩ. Bình tĩnh vậy ơi. Còn bóng mà Hoàng Vĩ đã bắt được. Đâu có gì đâu, đứng lại là xong rồi. Đã thẳng á, đã thẳng á, đã thẳng á. Nhanh qua chạy xíu đi vậy. Cộng dưới, cộng vào. Có một chút chệch choạc trong tấn công dẫn đến nhiều tình huống phản công cho đội bạn. Vẫn đang là team Freestyle với những bước chạy vô cùng kiên liền, vô cùng chắc chắn. Đó là pha phòng ngự hay đến từ đầu đội trí. Đúng rồi, tiếp đi. Công cho Vion. Rất hay. Lại là một tình huống đá và góc đá tương tự như tình huống vừa rồi. Các cầu thủ áo cam lại có cơ hội xuất phạt. Rất căng thẳng. Vừa ra những tình huống chỉ đạo và chúng ta cùng chờ xem cú dứt điểm. Cú dứt điểm công quá hàng đầu. Vẫn còn tỷ ngay công bao. Henry Style, Đăng Lu thả bóng dọc biên. Phú Nguyễn cú ra chân rất nhanh của Vĩnh Lộc. Đây có lẽ là pha bóng nguy hiểm nhất của các thủ áo cam trong hiệp 1. Cú sút rất căng, nếu bóng đi vào khung thành thì mệt cho Duy Vũ đó. Tiếp tục là một pha lên bóng, tiền đạo bí, giữa không có khoảng trống. Chuyển biên nào. Bị mất. Anh Vĩ. Anh Vĩ. Bỏ bóng hay.
Những cơ hội của Vion luôn đến từ các pha đá phạt như thế này. Cú lúc không nhẹ nhẹ, một pha phối hợp vẫn đang là cái cầu thủ của bên phía Vion. Hải Nguyên trả ngược về hay không? Hai người áp sát, trong đó có Thun Freestyle và đã buộc đối phương phải chuyển sai trong tình huống rồi. Tiếp tục có phạt góc ở hành lang cánh trái và mình vẫn là người đá. Và giống với pha mở tỷ số, mục tiêu quan sát hàng đầu của mình trong tình huống này đó là Đăng Lu. Ở góc như thế này thì bên phía của các cầu thủ Osta thả tiền đi bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng cài không thêm bê tắc và chúng ta cũng chờ xem tiếp đôi tay. Một loại một không quả. Cuối đánh đầu chệch cục dọc có tí xíu thôi, tiếc quá trời quá đất. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0 nghiêng về anh em Osta. Khoảng cách có một bàn thôi, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào nên vào hiệp 2 cũng phải rất tập trung. Như vậy hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Chỉ là cách biệt một bàn mà thôi ở trong hiệp 1. Và team Leon vẫn còn rất nhiều cơ hội để lên ngôi vô địch. Vừa mới bắt đầu hiệp 2 thì một tình huống tranh cãi diễn ra từ pha phá bóng của mình. Trận đấu vẫn tiếp tục. Đăng Lưu, người đã mở tỷ số trong hiệp 1. Vĩnh Long. Giải thích tình huống này nha, pha đó mình đỡ bóng bằng chân, bóng nảy lên trúng tay nên trọng tài đã không cắt còi, bàn thắng được công nhận. Và xử lý khá hay của Minh Kiệt. Vẫn đang là các cầu thủ áo cam. Họ tung chủ lực của mình vào rồi, đây là người đã ghi hai bàn thắng ở trong trận đấu bán kết. Rất quyết liệt. Ây da, ống quyển của mình va trúng đầu gối của cầu số 9, nhưng ráng đứng dậy đá tiếp, chỉ giờ mà thay là không biết bao giờ mới được vô lại luôn. Mình có lẽ nhớ câu chuyện về đầu gối của anh, về anh của chúng ta. Trời gần như là trọng bạc. À, team freestyle vẫn còn. Và tình huống phòng ngự giữa team freestyle và biến mắt. Team freestyle đang cố gắng xử lý đến từ team freestyle. Tầm giữa team freestyle là rất tốt, sau đó là đường chụp khe của. Nếu không có tiếng còi của trọng tài thì tập trung mà đá. Điển hình như pha này nè. Rất nguy hiểm. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía All-Star. Họ đã giữ bóng lại được ở trong sân. Bắt đầu phối hợp lên bóng. Vẫn đang là Lộc. Lộc Vi cũng rất cố gắng. Phú Nguyễn đang rất chống chải. Chuyện thôi. Điều kiện của team Freestyle đang không xa. Không có cơ hội để dứt điểm. Vion phòng ngự hay trong tình huống của đội Viên Max. Viên Max không có góc để cho Viên Max dứt điểm. Với cự ly đó thì Viên Max hoàn toàn có thể tung ra được một quyết điểm. Hoàn mỹ. Viên Max. Cái đá của Viên Max là rất khoan thai. Rồi. Phạt góc ở hành lang cánh phải. Anh em thấy mình đưa một tay lên không? Ba không cho All Star Sài Gòn FC. Ông Kiên kêu mình quá trời luôn mà mình hem có nghe được. Bmax cơ hội để phản công dành cho các cầu thủ mình All Star. Bmax. Bmax. Vẫn đang là Bmax. Bmax. Bmax tìm góc để dứt điểm. Không tìm được góc thì chuyền thôi, đẩy biên không được. Phòng ngự hay đến từ Ngọc Duy. Chris Devils, Chris Devang đã trở lại sân. Người đội trưởng Chris Devang trở lại sân. Ok, cách biệt ba trái là một cách biệt an toàn, nhưng chưa dừng lại ở đó đâu. Cũng như thế nào đây, cũng xa. Phúc Sinh rất nỗ lực để vượt qua được thì Chris Tai. Khương Bảo. Đó là nỗ lực đến từ Khương Bảo. Vĩnh Long, Chris đang di chuyển. Vẫn là Vĩnh Long. Điều chuyển đến cho Đăng Lưu. Về bóng một cặp giày, Đăng Lưu. Sẽ là một tình huống đá phạt góc nữa. Bài phạt góc rất nhiều nhưng lần này đã bắt
bởi các cầu thủ bên phía Dion rồi. Tiếng ai đến từ Chris Van gồng chân sang đã giữ được bóng lại đến từ Dion. Dion bắt đầu chuyển cái bóng, đó là bóng ghi không qua được. Giữ bóng cao cùng đến với Dion để xem những show lớn như là Rap Việt, như là hai ngày một đêm. Chúng tôi sắp có mùa 3 của hai ngày một đêm rồi. Thưa quý vị, 5 phút quảng cáo đã kết thúc và bây giờ chúng ta cùng trở lại với trận đấu. Vinmax, còn đây là Vinmax Vĩnh Long đẩy bóng sang cho team Freestyle, vẫn đang là team Freestyle. Vừa rồi là một pha move skill của người anh chúng ta Yamana. Người giữ bóng đang vẫn đang là các cầu thủ bên phía All-Star. Những nỗ lực đến từ Vion, họ lại thay người. Họ rất muốn trận đấu ngày hôm nay sẽ có được một tỷ số dành cho Vion. Người vào sân là Trương Thành. Và thu hồi bóng tốt, bắt đầu phải công dành cho Vion. Trương Thành đang di chuyển. Phúc Sinh, còn đây là Phúc Sinh. Và bóng chất lượng dứt điểm. Đánh người để chè bóng đến từ Captain Khương Bảo. Rataban Lê Trí là người được nhận bóng trong tình huống ném biên này. Một tình huống ném biên vớt rành đến từ Rataban Lê Trí. Lấy đấy, chạy luôn. Rizvan, chưa được siêu. Trả lại là một pha ném biên mạnh dạn, ném biên thẳng vào vùng cấm. Vẫn đang là các cầu thủ Vion, được một tốt. Bóng nhập bập. Cuối cùng thì Duy Vũ đã bắt bóng thành công. Bóng ngay lập tức hướng đến vị trí của Rizvan. Trọng tài đã nổi còi rồi và tranh chấp giữa hai cầu thủ số 7. Ừ, Chris Van đang bắt đầu làm content rồi. Lưng thì rất nhiều khả năng. Đó là tình huống chuyền bóng của ông đây. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía và xử lý điểm may ta. Xử lý thật sự đẳng cấp. Vâng, nữa. Đấy đó. Chuyện gì đây? Đơn giản thôi. Điều chuyện khá đơn giản. Vinmax, Vinmax thì không muốn skill như team Freestyle. Và đó là một chuyện kiện vô cùng hiệu quả đến từ Vinmax Minh Nhân. Đường truyền vào giữa Rizvan. Rizvan để mất bóng rồi nhưng cơ hội vẫn còn dành cho All-Star. Những điểm ngay. Một pha những điểm rất nguy hiểm. Linh Lê được tung vào sân thay cho Rizvan. Và vừa vào sân thì cầu thủ số 10 đã có cơ hội ghi bàn. Rất trống trải Minh Nhân. Minh Nhân dứt điểm ngay, cầu vào. Cùng chờ đợi tình huống đá cố định. Chạy chỗ hết rồi, cầu vào. Đó là một tình huống đá thẳng từ chấm đá bạch ngọc. Phúc Sinh, rất khéo, không được rồi. Đã thi đấu rất nỗ lực và cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Rất nguy hiểm. Không chưa. Mình xem đi xem lại cũng không biết là bóng qua vạch vôi chưa. Thôi kệ đi, không sao, trọng tài công nhận bàn thắng rồi. Ngô Kiến Huy được tung vào sân. Hiếu Tư Lai vào sân. Đây rồi. Chú Trường Giang vẫn chưa đá phút nào. Chú Trường Giang ở trong hai ngày một đêm thì ở vị trí của tôi với anh đó, anh Minh nè. Rất khéo léo, rất nguyện chuyển cơ hội dứt điểm. Cầu vào. Đó là cú dứt điểm chính kia là của Kiến Huy. Nguyễn Tuấn Ngạn giữ bóng khá khéo. Đó là pha vào bóng khá quyết liệt của cầu thủ mang áo số 13 bên phía team All-Star. Mình nhận team All-Star thay đổi cả đội hình, tuy nhiên họ vẫn giữ Lý Hảo Minh Quỳnh. Không được, một pha xử lý chưa đủ uyển chuyển của Lý Hảo Minh Quỳnh. Anh vẫn đang cố gắng xử lý yển chuyển. Hiếu Tử Lai dứt điểm. Hiếu Tử Lai rất nhiều tiếng xuất xa được vang lên khắp các khán đài trong tình huống vừa rồi. Tình huống cảm động cực kỳ tinh tế của Hiếu Tử Lai. Hiếu Tử Lai vào sân em
đánh giá Hiếu thứ hai như thế nào hơn đây? Hiếu thứ hai có một chỉ số đánh đầu khá tốt. Đây rồi, Hiếu thứ hai cầm bóng, Hiếu thứ hai giữ bóng, Hiếu thứ hai cố gắng truyền bóng. Vũ Kiến Huy là người nhận bóng. Sự phối hợp của bộ đôi hai ngày một đêm rất nhịp nhàng. Pha này là mình nhớ đến chiến thuật của đội tuyển Indonesia. Ném rất tuyệt vời. Không có bàn ăn dành cho Việt Nam. Rất tuyệt vời. Đội hình F của bên phía Onsa vẫn đang giữ sạch lưới. Và anh số 77 Song Luân đã vào sân. Và đánh đầu rất hay của số 30. Hú bóng không vào. Song Luân vào sân. Cũng xin cảm ơn những nỗ lực tuyệt vời của team Vion. Tuyệt vời quá, có content rồi. Chúc mừng những người sẽ chúc mừng đại. Bắt được cảm xúc. Chơi thôi. Chơi thật đấy. Hay hết hay. Vin hay quá. Ồ, phải chơi này thôi. Chơi thật đấy. Trong trận chung kết này mình không được siêu nhiều như là ở trong trận bán kết. Chị tư gì vậy? Chạy quá gì đây? Có lũ lưới chứ nào không? Trận này hả? Ừ, trận trước có. Một cái, một cái. Thời gian tốt nhất mỗi ngày. Thì là rất là vui khi mà team Monsta đã chiến thắng. Và mặc dù mình thì không là người quá giỏi trong môn này. Nhưng mà rất giỏi trong việc chọn là mình. Vâng, cảm ơn Hiếu thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo. Bây giờ chưa phát giai Rick nè. Giờ mới phát giai Rick. Vừa phát lưới. Quá vui, quá lấy gì nữa giờ. Ba sao, ba sao, cảm giác ba sao thế nào đây? Cảm giác ba sao nó đã như hai sao vậy. Sắp có một sao rồi em ơi. Vậy là phải đổi logo nữa hả? Đúng rồi, đổi logo nữa. Quá đẹp. Thôi mình trong lúc mà rồi mình tranh thủ mình chậm chậm. Giveaway day, giveaway day. Thế anh em, ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận này và tại sao? Thêm một chiếc áo nữa của All Star Sài Gòn FC sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất.